Đến chào cả nhà luôn nha. Thì cả nhà ơi, hôm dài cũng 9 ngày mình không có ra được video cả nhà. Thì lý do là mình bị bệnh. Thì đầu video á thì mình cũng xin cảm ơn cô bác anh chị trong nước ngoài nước đã quan tâm hỏi thăm mình, động viên mình. Thì mình cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị, cả nhà, anh em gần xa. Thì bữa nay á cả nhà, thì cũng có bạn Phan Long của mình ở Mỹ Xuyên qua chơi với mình, với ba mình. Thì nhà mình cũng có chợ tổ chức nấu mâm cơm nhỏ nhỏ ăn mừng mình được trở về á cả nhà. Thì mình được khỏe lại. Đây đại gia đình nhỏ mình đang ăn mừng mình được trở về nè cả nhà. Chào cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Này thì vợ của bạn mình cả nhà. Vợ bạn Phan Long Vlog. Đây thì bạn Phan Long Vlog. Còn kế đó là con trai siêu quậy của mình. Còn đây thì bạn Tú Vlog của mình nha cả nhà. Còn đây thì trai thứ hai của mình. Chào cô chú. Còn này mẹ vợ, mẹ vợ mình cả nhà ơi. Đây là vợ của mình. Gái của bạn Phan Long của mình cũng thấy cưng lắm nha cả nhà. Thì bạn mình vừa qua tới cũng không lâu thì ông trời ông mưa cả nhà ơi. Nhưng mà bữa nay mình về á cả nhà thì ông trời ông vui quá ông mưa luôn. Hôm nay mình không có được quay video gặp cả nhà, mình nhớ cả nhà quá cả nhà ơi. Hôm nay thì có bạn Phan Long qua cả nhà, ba cũng nói để ba uống vài ly với bạn. Cũng ít rồi nha cả nhà. Với bạn Tú Vlog của mình cũng biết uống cả nhà. Cũng không có gì cao sang cả nhà ơi, thì cũng có mua con gà rồi làm hai món nè cả nhà. Múc cháo ăn đi vừa luôn. Thì mình cũng mời cả nhà dùng bữa với hai cha con mình, với bạn Phan Long mình nha cả nhà ơi, với gia đình mình luôn. Bữa nay gà luộc với gà hầm măng cả nhà. Mà nãy do trời mưa quá mẹ mình không có đi mua bún. Bây giờ mình ăn đồ ăn xong luôn. Này là giới thiệu lại lần nữa là trai siêu quậy của mình nha cả nhà. Quậy banh nhà lòng luôn. Bệnh này được anh em lại tới nhà thăm mừng lắm cả nhà ơi. Rồi thì mình qua đây thì anh Sinh với chị với chú Năm với cô cũng tiếp đãi mình nãy giờ cũng ăn uống quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Thì mình với chú Năm cũng có làm sương sương một hai ly cho vui rồi cả nhà. Thì chủ yếu bữa nay em qua thăm anh thì cũng có một chị Mạnh Thường Quân bên nước ngoài cũng có gửi cho anh là số tiền 2 triệu. Thì chị đó là tên Y Tâm Phan. Thì đây số tiền em trao cho anh. Thì em cũng nhận được 2 triệu của bạn Phan Long gửi cho mình. Chị Tâm Phan ơi, thì em cũng chân thành cảm ơn chị. Thì em chúc chị dồi dào sức khỏe. Giờ ba mình với bạn Phan Long đang về cả nhà ơi. Ở đây thì cái lộ người ta cũng đang làm ngang cửa cả nhà. Đó. Này thì đi thẳng lên trên đầu cù lao luôn cả nhà. Hai vợ chồng với đứa con gái qua từ sớm tới giờ. Ông lão cũng làm hết mấy ly vậy. Giờ chuẩn bị đang về bển cũng tầm 4 giờ mấy rồi cả nhà. Chào cả nhà. Giờ chắc video của mình xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Thì mình chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.